Chào các em học sinh đã đến với khóa học ôn tập kiến thức lớp 5. Ở bài giảng lần trước thì cô đã hướng dẫn các em cách nhân hai số thập phân. Còn bài giảng ngày hôm nay thì các em sẽ được học về cách chia các số thập phân. Đây là phần đầu tiên. Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách chia một số thập phân cho một số tự nhiên thông qua bài toán sau. Tìm x, biết rằng x nhân 8 bằng 36,8. Ở đây, x đóng vai trò là một thừa số. Như vậy, muốn tìm x, chúng ta sẽ lấy tích chia cho thừa số đã biết, nghĩa là ta có phép chia 36,8 chia cho 8. Phép chia này sẽ được thực hiện như thế nào thì sau đây cô sẽ hướng dẫn các em. Chúng ta sẽ đặt tính và làm như sau, vẫn đặt tính theo hàng dọc như là việc chia các số tự nhiên. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ chia phần nguyên của số bị chia cho số chia. Phần nguyên của số bị chia ở đây là 36. Số chia là 8, như vậy thương được là 4. 4 nhân 8 bằng 32, 36 trừ 32 còn dư 4. Sau đó thì chúng ta đã thấy 4 là hàng đơn vị, nó ở ngay sát dấu phẩy. Vậy thì chúng ta sẽ đặt dấu phẩy vào phần thương. Sau đó chúng ta tiếp tục hạ số 8 ở phần thập phân của số bị chia được 48. 48 chia 8 được 6. Ta viết số 6 đằng sau dấu phẩy. 6 nhân 8 được 48 còn dư 0. Như vậy thương của phép chia này sẽ là 4,6. Tương tự như thế, chúng ta sẽ cùng làm ví dụ thứ hai. 75,52 chia cho 32. Chúng ta vẫn thực hiện phép tính theo hàng dọc. Lấy phần nguyên của số bị chia cho số chia. Ở đây là 75 chia cho 32. Chúng ta thực hiện tương tự như ví dụ mà cô vừa nói. Nó được 2. Sau đó thì nhân ngược trở lại và còn dư 11. 11 lúc này đã gần ngay dấu phẩy. Như vậy chúng ta sẽ để dấu phẩy vào thương. Sau đó hạ tiếp số 5 được số 115 chia cho 32. Ta được thương là 3. Nhân ngược thì được 96. 115 trừ đi 96 còn dư 19. Tiếp tục hạ số 2, ta được số 192. 192 chia cho 32 được 6, nhân ngược trở lại và bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có 75,52 chia cho 32 sẽ bằng 2,36. Từ hai ví dụ này thì cô đưa ra cách để có thể chia một số thập phân cho một số tự nhiên như sau. Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên, bước thứ nhất, ta chia phần nguyên của số bị chia cho số chia. Sau đó, viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia đó. Nói cách khác, khi mà chia phần nguyên, chúng ta có số dư ở hàng đơn vị thì chúng ta sẽ đặt dấu phẩy ngay tại thương. Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia. Đó là cách chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Ở đây chúng ta sẽ có một số chú ý đặc biệt. Chú ý thứ nhất, chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 v.v. Chúng ta có phép tính 234,5 chia cho 10. Ta thực hiện phép tính như là hướng dẫn bên trên. Chúng ta chia lần lượt. Từ đây ta đặt thêm dấu phẩy. Vậy là sau khi thực hiện phép chia thì cô có 24,5 chia 10 sẽ bằng 7,45. Ta đã có nhận xét ngay rằng khi mà thực hiện phép chia cho 10 thì ta đã chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số. Từ 234,5 chuyển thành 23,45. Một cách tổng quát chúng ta rút ra được nhận xét, muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 v.v. ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái 1, 2, 3 hoặc nhiều các chữ số. Chú ý thứ hai, chia một số thập phân cho số có tận cùng là 0. Chúng ta có phép tính 23,45 chia cho 40. Chúng ta sẽ thực hiện phép tính này. Bước đầu tiên lấy 23 chia 40 được 0. Sau đó đặt dấu phẩy vào phía bên phải số 0. Hạ tiếp số 4 được 234 chia 40 được 5. Nhân ngược trở lại còn dư 34. Tiếp tục hạ 5 được 345
chia cho 40 được 8, nhân ngược trở lại, còn dư 25. 25, chúng ta tiếp tục thêm một số 0 về phía bên phải, được 250 chia cho 40 bằng 6, nhân ngược trở lại, còn dư 10, tiếp tục thêm số 0 được 100. 100 chia 40 được 2, nhân ngược trở lại, còn dư 20, thêm tiếp số 0 còn 200. 200 chia cho 40 được 5, nhân ngược trở lại và dư 0. Sau đó, cùng phép chia này, bước đầu tiên cô gạch bỏ số 0 ở số 40. Bước thứ hai, cô dịch chuyển dấu phẩy về phía bên trái một hàng thì được phép chia là 2,345 chia 4. Cô thực hiện như sau: 2 không chia cho 4, cô viết 0, nó còn dư 2. Đặt tiếp dấu phẩy về phía bên phải, hạ 3, 23 chia 4 được 5, nhân ngược trở lại còn dư 3. Hạ 4 được 34, 34 chia 4 được 8, còn dư 2. 25 chia 4 được 6, còn dư 1. 1 hạ 0 là 10, 10 chia 4 được 2, tiếp tục dư 2. 2 hạ 0 là 20, 20 chia 4 bằng 5. Sau khi thực hiện hai phép chia này thì ta thấy chúng có chung kết quả. Tiếp tục thực hiện ví dụ thứ hai là 34,4 chia cho 400. Bước thứ nhất, thực hiện phép chia. Em có thể theo dõi phép chia của cô. Vậy là sau khi thực hiện phép chia thì ta được thương là 0,086. Phép chia thứ hai, cô sẽ gạch bỏ hai số 0 ở số 400, dịch chuyển dấu phẩy về phía bên trái hai hàng thì ta sẽ được số 0,344 chia cho 4. Thực hiện phép chia này, 0 không chia được 4, chúng ta viết 0. Hạ tiếp số 3, 3 không chia được 4, chúng ta viết số 0. 34 chia 4 được 8, 8 x 4 32, như vậy còn dư 2. 24 chia cho 4 được 6, dư 0. Như vậy phép chia 0,344 chia cho 4 cũng bằng 0,086. Từ hai ví dụ này thì ta rút ra nhận xét: khi chia một số thập phân cho một số có tận cùng là 0, ta có thể xóa các số 0 ở số chia, đồng thời dịch chuyển dấu phẩy sang bên trái của số bị chia, số các chữ số bằng số các số 0 đã xóa ở số chia. Khi đó thì chúng ta có thể thực hiện phép chia một cách gọn gẽ hơn. Phần thứ hai, ta tìm hiểu sang cách chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân, nghĩa là đây không phải phép chia hết. Ví dụ thứ nhất, một cái sân hình vuông có chu vi là 35m, hỏi cạnh của sân sẽ dài bao nhiêu mét? Ta đã biết chu vi của một hình vuông bằng 4 nhân với độ dài của cạnh. Như vậy, độ dài của cạnh sẽ phải bằng 35 chia 4. Ta thực hiện phép chia. 35 chia 4 được 8, 8 x 4 32, còn dư 3. Nếu như thông thường thì chúng ta sẽ nói 35 chia 4 được 8 dư 3, nhưng mà khi đã được học về số thập phân thì chúng ta tiếp tục thực hiện phép chia. Sau khi còn dư 3, nghĩa là ở hàng đơn vị, ta sẽ viết thêm dấu phẩy về phía bên phải của thương. Sau đó tiếp tục hạ 0, 30 chia 4 được 7, còn dư 2. Tiếp tục hạ số 0 là 20, 20 chia 4 được 5, 5 x 4 bằng 20, như vậy là dư 0. Từ đó ta suy ra được 35 chia 4 bằng 8,75. Và đây cũng chính là cách chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân. Ví dụ thứ hai, 27 chia cho 36. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ chuyển 27 thành 27,0. Sau đó thì thực hiện phép chia giống như là chia số thập phân cho một số tự nhiên. 27 chia cho 36 được 0, còn dư 27. Hạ 0 được 270, 270 chia 36 được 7, còn dư 18. 18 hạ 0 được 180, 180 chia cho 36 được 5, nhân ngược trở lại thì dư 0. Vậy thì 27 chia cho 36 sẽ bằng 0,75. Từ đó ta suy ra, khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư thì chúng ta sẽ tiếp tục chia như sau. Viết dấu phẩy vào bên phải thương. Sau đó viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi tiếp tục chia.
Nếu tiếp tục còn dư thì chúng ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới, một số 0, rồi lại tiếp tục chia và có thể làm mãi mãi như vậy. Đây chính là điều khác so với những phép chia mà chúng ta đã được học ở các lớp dưới. Đó là khi số dư nhỏ hơn số chia, chúng ta sẽ dừng phép chia. Còn khi học về số thập phân thì chúng ta có thể thực hiện phép chia mãi mãi. Áp dụng các lý thuyết mà cô vừa nói, các em hãy làm các bài tập sau. Bài 1, tính 5,9 chia 2 cộng 18,6. Ta sẽ thực hiện phép chia trước. Được kết quả là 2,95 cộng với 18,6, như vậy nó bằng 21,55. Câu B, 45,6 chia cho 4 trừ đi 9,78. Chúng ta cũng thực hiện phép chia trước. Thương ở đây là 11,4. 11,4 trừ đi 9,78 sẽ được kết quả là 1,62. Câu C, 123 chia cho 25 chia cho 4. Ở đây đều là các phép chia nên chúng ta sẽ có thể thực hiện từ trái qua phải. 123 chia 25 được 4,92, tiếp tục lấy 4,92 chia 4, được thương là 1,23. Câu D, 4,76 nhân với 5, sau đó chia cho 8. Thực hiện phép nhân đầu tiên, tích của nó là 23,8. Sau đó thì thực hiện phép chia và ta được thương là 2,975. Bài tập thứ 2, tìm x, biết rằng x nhân 12 bằng 4,5. Chúng ta sẽ tìm x bằng cách lấy 4,5 chia cho 12 và kết quả là 0,375. Câu B, x nhân 24 bằng 18. Chúng ta cũng tìm x bằng cách lấy tích chia cho thừa số đã biết. 18 chia 24 được 0,75. Bài toán thứ 3, trong 5 giờ xe máy đi được 177,5 km, trong 2 giờ ô tô đi được 103 km. Hỏi mỗi giờ ô tô sẽ đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu km? Các em hãy cùng suy nghĩ bài toán này. Chúng ta sẽ cùng giải quyết nó. Bởi vì 5 giờ xe máy đi được 177,5 km, nên trong 1 giờ xe máy sẽ đi được số km là 177,5 chia 5 bằng 35,5 km. Tiếp tục, trong 1 giờ ta cũng có thể tính được ô tô đi được số km là 51,5 km. Vậy thì trong 1 giờ ô tô sẽ đi nhiều hơn xe máy số km là 51,5 trừ đi 35,5 bằng 16 km. Bài tập thứ 4, một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 35m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài, tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó. Với bài toán này, để tính chu vi và diện tích thì bước thứ nhất chúng ta phải tìm được chiều rộng của hình chữ nhật, sau đó thì mới tính chu vi và diện tích. Hình chữ nhật sẽ có chiều rộng là 35 x 3/4, nó bằng 26,25m. Sau đó ta sẽ tính chu vi mảnh vườn bằng cách lấy tổng chiều dài cộng chiều rộng, sau đó nhân 2 và kết quả là 122,5m. Sau đó thì tính diện tích bằng cách lấy chiều dài nhân chiều rộng, 35 nhân với 26,25 bằng 918,75m², và đó cũng chính là đáp số. Bài tập thứ 5, một kho hàng có 645,5 tấn gạo. Ngày thứ nhất người ta lấy đi 1/10 số gạo trong kho. Ngày thứ hai người ta lấy đi 1/3 số gạo còn lại. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo? Bước thứ nhất, chúng ta sẽ tính số gạo ngày thứ nhất bị lấy đi là 645,5 nhân với 1/10, hay chính bằng 645,5 chia 10 bằng 64,55 tấn. Chúng ta chỉ cần chuyển dấu phẩy về phía bên trái một chữ số. Như vậy, số gạo còn lại sau ngày thứ nhất sẽ là 645,5 trừ đi 64,55 bằng 580,95 tấn. Vậy thì số gạo được lấy ở ngày thứ hai sẽ là 580,95 nhân với 1/3, hay nói cách khác, nó bằng 580,95 chia 3 bằng 193,65 tấn. Tóm lại, số gạo còn lại sau hai lần lấy sẽ là 580,95 trừ đi 193,65 và bằng 387,3 tấn. Bài giảng ngày hôm nay thì cô đã trình bày cho các em về
phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên cũng như là phép chia hai số tự nhiên mà được thương là một số thập phân. Đây là phần thứ nhất. Bài giảng tiếp theo, cô sẽ giới thiệu một phần nữa về phép chia các số thập phân. Sau khi xem xong bài giảng, các em hãy làm các bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận để có thể củng cố thêm được kiến thức. Nếu như có gì thắc mắc, các em có thể đăng ở mục thảo luận hoặc để lại comment dưới video trên YouTube. Bài giảng tới đây là kết thúc. Các em hãy nhấn nút theo dõi để có thể nhận được những thông tin sớm nhất liên quan tới bài giảng tiếp theo. Hẹn gặp lại các em!